Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Review 1. Đây là phần tổng ôn tập sau Unit 1, 2 và 3. Đầu tiên chúng ta cùng đến phần Language. Phần Language là phần từ vựng sẽ gồm, từ vựng ngữ pháp sẽ gồm 6 bài tập các em nhé. Và phần Skills là phần kỹ năng sẽ gồm 5 bài tập. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần language. Pronunciation. Kỹ năng phát âm. One. Choose the words whose annular part is pronounced differently. Bạn hãy chọn cái từ mà phần gạch chân của nó được phát âm khác so với những từ còn lại. Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung rất nhiều vào cách phát âm đuôi S, ES, bởi vì chúng ta đã học thì thải đơn. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với cái phần luyện tập và chữa bài các em nhé. Đối với dạng bài này thì chúng ta lưu ý là chúng ta đọc từ đó lên, sau đó chúng ta sẽ ghi phiên âm bên cạnh. Câu số 1. Chúng ta có ears, eyes, lips. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu. Câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là lips. Number 2 chúng ta có cat, abe, father, a dài, car, chữ A kéo dài. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án A là cat. Number 3 tiếp tục phát âm đuôi S, E, S. Chúng ta có từ lights, pencils, lamps. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B các em nhé. Number 4 tương tự, chúng ta sẽ ghi phiên âm ra. Notebooks, rulers, rooms. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án câu A. And number 5, brother, a, homework, a, và mother, a. Vậy ở đây đáp án của chúng ta là câu B. Two. Write the names of school things and furniture in the house which begin with B and P. Ở phần này, nhiệm vụ của Two. Em là chúng write the names of school things and furniture in the house which begin with B and P. Ở phần này, chúng ta sẽ viết tên của những cái vật dụng ở trường học cũng như là các cái đồ nội thất ở trong nhà mà bắt đầu với âm B và âm P. Vậy thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại âm B và âm P. Hai âm này có khẩu hình miệng giống nhau, nhưng âm B là âm hữu thanh, chúng ta sẽ bật hơi rõ ràng và có rung cổ họng. Còn âm P là âm vô thanh, chúng ta chỉ bật hơi các em nhé. Ở đây đề bài đã đưa ra cho mình các gợi ý và chúng ta có thể bổ sung thêm những cái từ liên quan đến đồ dùng học tập cũng như là các cái đồ nội thất trong gia đình. Ví dụ như là cô có từ bag, bed, cặp sách, bed, cái giường. Về âm P thì cô sẽ có pencil, bút chì, picture, bức tranh, poster, the graphic. 3. Complete the words. Ở phần 3 em sẽ hoàn thành các từ bên dưới nhé. Ở đây chúng ta thấy là những cái từ này có thể liên quan đến môn học, hoặc là các môn thể thao, hoặc là liên quan đến các những cái nội dung mà chúng ta đã học trong 3 unit. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với number 1. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đây là một môn học đúng nào các em? English.
English. Number two. Homework. Bài tập về nhà. Number three. Lunch. Bữa trưa. Number four. Sports. Môn thể thao. Number five. Badminton. Môn cầu lông. Nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ phải viết các cái từ vào theo nhóm đúng. Ở đây chúng ta thấy là có 4 động từ. Động từ thứ nhất là động từ play, play nghĩa là chơi. Động từ số 2 là do là làm. Tập number 3 là have, có nghĩa là có, ăn. Number 4 study là học. Vậy chúng ta hãy cùng điền các từ vào các chỗ trống này nhé. Ở cột đầu tiên chúng ta sẽ có play sports, play badminton, chơi thể thao, chơi cầu lông. Number 2, do homework, là bài tập về nhà. Number 3, have lunch, ăn trưa. Number 4, study English, học tiếng Anh em nhé. 4. Solve the crossword puzzle. Ở phần 4, em sẽ cần giải câu đố. Câu đố ở đây chúng ta sẽ có 5 câu đố theo hàng ngang và hàng dọc. Down ở đây là hàng ngang và Doubt là hàng dọc và across là hàng ngang. Vậy chúng ta hãy cùng đến với từng câu đố nhé. Ở number one, she likes to meet new people. Cô ấy rất là thích gặp gỡ những người mới. She, vậy cô ấy có tính cách như thế nào? Chúng ta sẽ thấy ở đây là có tính cách rất là thân thiện, friendly. Ok, number two, people cook meals in this room. Mọi người nấu ăn ở trong cái phòng này. Thì chúng ta sẽ có là kitchen. Number 4, you hear with them. Bạn nghe bài với chúng, tức là sử dụng chúng để nghe. Vậy chúng ta có bộ phận trên cơ thể là ears. Yes. Across là hàng ngang nhé. Number 5, ở đây người ta lặp lại rồi. Number 5 is the side of the face below the eyes. Nó là một cái một phía của mặt và nó ở dưới một phần của mặt và nó ở dưới má của chúng, dưới đôi mắt của chúng ta, thì nó chính là ở đây nó chính là number 5 là cheek là cái má đấy. And number 3 chúng ta có cái từ cuối cùng, he's good at drawing, he's very, anh ấy rất là giỏi vẽ. Vậy thì anh ấy ở đây chúng ta có từ tính từ là creative, tức là rất là sáng tạo, rất là sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Five. Look at the picture of a classroom. Choose the best answer A, B, or C. Ở phần này em hãy nhìn vào những bức tranh về một lớp học, hãy chọn đáp án thích hợp nhất, đáp án là A, B hoặc C nhé. Ở đây chúng ta thấy có một bức tranh về lớp học, các cái dụng cụ và những cái việc các bạn học sinh đang làm, và chúng ta sẽ dựa vào gợi ý của bức tranh này để chúng ta tìm được những cái đáp án thích hợp. Number 1. There's a blackboard and a clock on the wall. Có một cái bảng đen và một cái đồng hồ ở trên tường. Trên tường thì chúng ta sẽ dùng giới từ on the wall. Number 2. A vase of flowers is on the desk. Một cái bình hoa thì ở trên bàn, bàn của cô giáo, bàn giáo viên đúng không nào? Teacher, chúng ta đã học về sở hữu cách rồi. Sở hữu cách khi có hai danh từ liền nhau mà muốn chỉ sở hữu của danh từ đứng trước thì chúng ta sẽ thêm phẩy s với danh từ đứng trước và danh từ số ít. Teacher's desk. Number three, a boy and three girls are at the classroom. Một bạn nam và ba bạn nữ thì đang ở trong lớp học, đúng không? Đang ở trong lớp học. Vậy trong lớp học là không gian ở bên trong lớp thì chúng ta sẽ dùng với giới từ là in the classroom. Còn on là trên và in front of là ở phía trước. Number four, the window is the big door. Cái cửa ra vào lớn. Ở đây chúng ta thấy cái cửa sổ thì ở ngay cạnh thôi và chúng ta sẽ dùng giới từ là next.
Number 5, a girl, her book now. Chúng ta thấy dấu hiệu ở đây là now, là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn thì phải có trợ động từ to be, sau đó động từ chính thêm đuôi ing. Vậy chúng ta sẽ chọn là reading, is reading. Và câu đầy đủ của chúng ta như sau. A girl is reading her book now. Six. Complete the sentences with the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets. Ở phần này thì em hãy hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại tiếp diễn của những cái động từ trong hoặc. Chúng ta lưu ý đến những cái dấu hiệu nhận diện của các thì em nhé. Ở câu số 1 chúng ta thấy là chúng ta có từ now. We can't go out now. Bây giờ chúng ta không thể ra ngoài bởi vì trời đang mưa. Vậy thì đây chính là thì hiện tại tiếp diễn. Thì tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc và chủ ngữ cộng động từ to be và cộng động từ chính thêm đuôi ing. It is raining hoặc là it's raining viết tắt. Number 2, chúng ta thấy dấu hiệu ở đây là every day. Every day có nghĩa là mỗi ngày. Mỗi ngày, vậy đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Đây là dạng câu nghi vấn câu hỏi. Chúng ta sẽ cần đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. Ở đây chủ ngữ là you. Chúng ta sẽ mượn trợ động từ là do. Sau đó động từ chính chúng ta giữ nguyên nhé. Câu đầy đủ của chúng ta như sau. What time do you have breakfast every day? Bạn ăn sáng mỗi ngày lúc mấy giờ? Câu số 3 chúng ta thấy dấu hiệu tiếp theo là từ nào. Từ nào là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Thì tại tiếp diễn thì đây là dạng câu hỏi. Chúng ta lưu ý là sẽ đảo trợ động từ to be lên trước chủ ngữ. Và động từ chính chúng ta thêm đuôi ing. Ở đây chủ ngữ chúng ta là she thì trợ động từ to be là is. Và động từ chính là starting. Number 4. My dog likes my bed very much. Con chó của tôi thì thích. Con chó của tôi thì thích cái giường của tôi rất nhiều. Thì cái từ like là động từ chỉ nhận thức chi giác thì chúng ta sẽ không dùng thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn với chủ ngữ là my dog. Chúng ta sẽ thêm s, likes. Number 5. My mother not cook now. She's read a book. Mẹ của tôi thì bây giờ đang không nấu ăn và đang đọc một cuốn sách. Vẫn là dấu hiệu từ now lặp đi lặp lại. Hiện tại tiếp diễn, thể phủ định thì động từ to be chúng ta sẽ chuyển thành isn't với chủ ngữ là mother và động từ chính là cooking hoặc là is not cooking. Và về còn lại chúng ta vẫn chia thị tại tiếp diễn bởi vì là vẫn ở mạch của câu. Bây giờ mẹ tôi đang đọc sách. She's reading a book. Chúng ta cùng chuyển đến phần skills và cái phần kỹ năng đầu tiên chúng ta bắt đầu sẽ là kỹ năng đọc nhé. Reading. 1. Choose A, B or C for each blank in the email below. Ở phần này em sẽ chọn đáp án A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống ở cái bức email bên dưới. Đây là format của một bức email và tiêu đề của bức email là My Best Friend, người bạn thân nhất của tôi. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung bức email nhé. Hi Nick. It's great to hear from you. Thật là vui khi được nghe tin từ cậu. I want to tell you about my best friend. Tớ muốn kể cho cậu về người bạn thân nhất của tớ. My grandma is my best friend. Bà của tớ chính là bạn thân nhất của tớ. She is 68 years old. Bà đã 68 tuổi rồi. She with our family. Bà sống đúng nào, bà sống với gia đình của chúng tớ. Vậy đây chúng ta sẽ có động từ sống là từ lives, ok. Còn từ works là làm, từ works là làm. Và từ goes là đi. She was a math teacher at secondary school. Bà là một giáo viên dạy toán. Bà đã từng là một giáo viên dạy toán ở một trường cấp 2. Thì đấy, ở trường nào chúng ta sẽ dùng giấy từ là at. She lives up early and would drink the flowers in our garden. Bà rất là thích dậy sớm và tưới nước cho hoa ở trong vườn. Thế đây chúng ta có cái cụm từ đi với nhau đó là từ getting up early. Number 3, the next number 4, she usually helps with my homework. Bà thì thường xuyên giúp đỡ ai với bài tập về nhà của tôi. Đương nhiên là đây giúp đỡ tôi rồi. Sau động từ thì chúng ta cần một tân ngữ. Từ ai đây là chủ ngữ, tân ngữ đây là me. Và my là tính từ sử dụng nhé. In the evening, she told me interesting stories. Và buổi tối thì bà kể cho tôi những câu chuyện rất thú vị. She also listened to me when I'm sad.
Bà cũng luôn luôn lắng nghe tôi. Vậy listen, listen, lắng nghe cái gì, lắng nghe ai? Chúng ta sẽ dùng là to be what I'm sad. I love my grandma very much. What about you? Who's your best friend? Bye bye, Anne. Tớ yêu bà tớ rất nhiều. Thế còn cậu thì sao? Ai là người bạn thân nhất của cậu? Tạm biệt nhé. Người viết thư là Anne. 2. Read the text and answer the questions. Ở phần này, em sẽ tiếp tục đọc một bài khóa và trả lời các câu hỏi. Bài khóa nói về my school là trường học. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài khóa, sau đó trả lời 5 câu hỏi các em nhé. My new school is in a quiet place, not far from the city center. It has 3 buildings and a large yard. This year, there are 26 classes with more than 1,000 students at my school. Most students are hardworking and kind. The student has about 40 teachers. They are all helpful and friendly. My school has different clubs: dance, English, arts, football, and basketball. I like English, so I'm in the English club. I love my school because it is a good school. Trường mới của tôi là một cái nơi yên tĩnh không xa trung tâm thành phố. Nó có 3 tòa và một cái sân lớn. Năm nay, trường có 26 lớp học với hơn 1.000 học sinh ở trường. Hầu hết học sinh thì chăm chỉ và tốt bụng. Trường có 40 giáo viên. Các thầy cô rất là thân thiện và hay giúp đỡ học sinh. Trường của tôi thì có những câu lạc bộ khác nhau. Câu lạc bộ khiêu vũ, tiếng Anh, âm nhạc, bóng đá và bóng rổ. Tôi thích tiếng Anh. Do vậy, tôi tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi yêu trường của tôi bởi vì đó là một môi trường tốt. Câu số 1. Where is the right new school? Trường mới của người viết thì ở đâu? Chúng ta có từ để hỏi là where. Where. Vậy chúng ở đây chúng ta sẽ chọn một cái địa điểm, đó là câu đầu tiên nghe em nhé, câu đầu tiên. It's in a quiet place, not far from the city center. Nó ở một nơi yên tĩnh không xa trung tâm thành phố. Hoặc là chúng ta viết đầy đủ là it is. Number 2. What are the students like? Những học sinh thì như thế nào? Những học sinh thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Ở đây chúng ta thấy keyword là những học sinh thì là họ rất là chăm chỉ và tốt bụng. Chúng ta sẽ trả lời là they are hardworking and kind. Of they are hardworking and kind. Number 3. What are the teachers like? Vậy thì những thầy cô giáo thì như thế nào? Những thầy cô giáo thì rất là tốt bụng và hay giúp đỡ cũng như là thân thiện, đúng không nào? They are helpful and friendly. Họ rất là tận tâm, hay giúp đỡ học sinh và thân thiện. Number 4. How many clubs are there in the school? Có bao nhiêu câu lạc bộ ở trường? Vậy chúng ta sẽ cần một con số. Vậy đây chúng ta sẽ phải đếm nhé nhé. Ở đây chúng ta thấy là có 5 câu lạc bộ. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. There are 5 clubs. Có 5 câu lạc bộ hoặc là con số. Thay chữ 5 bằng số 5. Number 5. Why does the writer love the school? Tại sao người viết lại yêu trường? Tại sao người viết lại yêu trường? Thì chúng ta sẽ cần đưa ra một lý do. Câu hỏi là why sẽ bắt đầu because. Vậy đây mình sẽ chính là câu cuối cùng. Because it's good school. Bởi vì đó là một ngôi trường rất là tốt. Three. Interview two of your classmates about what they like and dislike about your school. Report their answers. Ở phần này, em sẽ được đến với kỹ năng nói. Hãy phỏng vấn hai người bạn cùng lớp về những điều họ thích và không thích về trường. Hãy báo cáo lại kết quả. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải phỏng vấn thực địa, thực tế những người bạn của mình. Sau đó chúng ta sẽ nốt lại kết quả ở đây. Chúng ta sẽ phỏng vấn hai câu hỏi. What he or she likes and reasons. Điều mà bạn ấy thích hoặc là không thích và đưa ra lý do. What he or she dislikes and reasons. Điều mà bạn ấy không thích và đưa ra lý do. Vậy thì với bạn A, chúng ta có thể đưa ra cái điều mà bạn ấy thích hoặc là không thích về trường như sau.
A like the teacher because they are helpful. Bạn A thì thích những thầy cô giáo bởi vì họ rất là tận tâm. Vậy thì điều không thích là gì? Thì mình sẽ nói là I dislike. The music room. Because they are too small. Bạn A thì bạn không thích các cái phòng tập nhạc bởi vì là chúng quá là nhỏ. Vậy thì đến với bạn B thì mình sẽ tương tự sử dụng cấu trúc là be like the students because they are hardworking. Be dislike. The teacher, because they are strict. Bạn B thì ngược lại, bạn sẽ có những cái sở thích hoặc là không thích như sau. Be like the students because they are hardworking. Bạn B, bạn ấy thích học sinh bởi vì họ rất là chăm chỉ. Be dislike the teacher because they are strict. B thì lại không thích những thầy cô giáo bởi vì họ quá là nghiêm khắc. Strict ở đây là rất là nghiêm khắc em nhé. 4. An and me are talking on the phone. Listen and fill each blank with one word. Ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng nghe. Bạn An và bạn My đang nói chuyện trên điện thoại. Hãy nghe và điền mỗi chỗ trống với một từ mà em nghe được nhé. Chúng ta cùng đến các chỗ trống. Number 1. Everybody is out. Mọi người thì đang ở đâu đó. Number 2. Miss Mother is watering there in the garden. Mẹ của My thì đang tưới nước cho cái gì ở trong vườn. Number 3. Miss Father is in the room. Bố của My thì ở trong phòng nào. Number 4. Her younger brother is in her bedroom. Em trai của bạn ấy thì chấm đang làm gì đó ở trong phòng ngủ của bạn ấy. Number 5. V is watching. V đang xem cái gì? Vậy đây chúng ta đã khai thác thông tin và lưu ý là mỗi chỗ trống chúng ta sẽ điền một từ thêm nhé. Review 1. Units 1, 2, 3. Page 37. Skills. Listening. Activity 4. An and me are talking on the phone. Listen and fill each blank with one word. Why is it so quiet, me? Are you home alone? No. Everybody is here, but they are in different rooms. Where's your mum? Is she cooking in the kitchen? No. She's watering the plants in the garden. And where's your dad? He's in the living room. What's he doing? He's listening to the radio. What about your younger brother? Is he with your mum? No, he's sleeping in my bedroom. My cousin V is here too. What's she doing? She's watching TV. Em đã nghe xong, vậy chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Câu số 1, đáp án là home, mọi người đang ở nhà. Chúng ta thấy là ở đây thì người ta không đề cập trực tiếp, tuy nhiên chúng ta dựa vào câu hỏi và câu trả lời của hai bạn. Why is it so quiet, me? I work alone. Tại sao lại yên tĩnh như vậy? Cậu ở nhà một mình à? No, everybody is here. Không, mọi người đều ở đây. Vậy ở đây chính là ở nhà. Vậy chúng ta sẽ điền là at home. Number 2, câu này thì đơn giản rồi. Chúng ta sẽ điền từ plants là cây. Living room, phòng khách. Sleeping, đang ngủ. Thì hiện tại tiếp diễn nhé. Và TV. V thì là họ hàng của bạn My, đúng nào? Và bạn ấy đang xem TV. Five. Write an email of about 50 words to your friend. Tell him, her about a family member. Use these questions as cues. Ở phần này em sẽ được đến với kỹ năng writing là kỹ năng viết. Hãy viết một bức email khoảng 50 từ đó cho bạn của em. Hãy nói cho bạn đó về một cái thành viên trong gia đình. Hãy sử dụng những câu dưới như là những cái gợi ý. Number 1. Who is the person? Người đó là ai? Number 2.
How is she or he? Bạn ấy bao nhiêu tuổi? Người đó bao nhiêu tuổi? Cô xin lỗi, I'm sorry. Người đó bao nhiêu tuổi? Nếu mà nam giới thì chúng ta sẽ chọn là he và nữ giới là she. Number three, what does he or she look like? Người đó thì trông như thế nào? Number four, what is he or she like? Người đó thì có tính cách như thế nào? Vậy chúng ta sẽ dựa vào những thông tin trên để đưa ra cái email của mình. Và chúng ta sẽ lưu ý cấu trúc email. Đầu tiên là sự chào hỏi, đúng nào? Và cuối thư là chúng ta sẽ có lời chào nhé. Hi Lan, thanks for your email. Now, I'll tell you about my sister. Her name is Ming. She is 15 years old. She's tall with long black hair. She also wear glasses. I love her because she's very kind to me. Rồi chúng ta cùng đến với một cái bức email sơ bộ mô tả một cái thành viên trong gia đình của em nhé. Hi Lon, thanks for your email. Now, I'll tell you about my sister. Her name is Ming. She is 15 years old. She's tall with long black hair. She also wears glasses. I love her because she's very kind to me. Write me soon and tell me about remembering your family best. Lan thân mến, chào Lan, cảm ơn về bức email của cậu. Bây giờ tớ sẽ viết cho cậu về chị gái của tớ. Tên của chị ấy là Minh, chị ấy 15 tuổi. Chị ấy cao với mái tóc đen dài, chị ấy cũng đeo kính nữa. Tớ yêu chị ấy bởi vì chị ấy rất tốt với tớ. Hãy viết lại thư cho tớ sớm nhé, hãy viết lại email cho tớ sớm nhé và kể cho tớ về một thành viên trong gia đình của cậu thân mến. Bài hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây, một bài tổng ôn tập rất thú vị để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.